sáng nay sư sẽ thuyết giảng chia sẻ đề tài cùng đến hội chúng mình. Và đề tài sáng nay sư xin gửi đến các cô trung nữ và toàn thể nam nữ phật tử với đề tài là chánh đạo, hay còn được gọi là con đường trung đạo, hay là còn được gọi là con đường bát chánh đạo. Và con đường này Đức Phật Chánh Đẳng Giác Ngài đã đi qua và những vị độc giác Phật các ngài cũng đã từng đi qua con đường này, và những vị Phật Thanh Văn Giác cũng như thế. Nếu mà chúng ta muốn chứng đạt được chánh đẳng giác hay là độc giác Phật hay trở thành thanh văn giác, thì chúng ta phải đi theo con đường chánh đạo, tức là con đường trung đạo, bát chánh đạo mà Đức Thế Tôn Ngài đã giác ngộ. Sau khi Ngài đã giác ngộ rồi, sau đó Ngài thuyết pháp phổ độ chúng sanh. Và chúng sanh nào nghe và hiểu được và đi theo con đường này thì chúng sanh đó cũng sẽ được giác ngộ giống như Đức Phật, và chúng sanh đó cũng được thoát sự sanh và bệnh chết, sầu bi khổ não. Thì hôm nay sư thuyết giảng đề tài này để cho người cư sĩ chúng ta xem lại trong thời gian qua chúng ta có đi đúng con đường chánh đạo, con đường bát chánh đạo của Đức Phật đã đi hay không. Còn nếu chúng ta thấy trong thời gian qua chúng ta chưa đi đúng con đường bát chánh đạo, thì chúng ta ngày nay chúng ta được nghe và chúng ta cố gắng để chúng ta đi theo con đường này. Thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài trở thành vô thượng chánh đẳng giác, khi đó Ngài đã đi đến tại vườn Nai, Ngài thuyết pháp cho nhóm Kiều Trần Như. Và Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, Như Lai đã từ bỏ hai cực đo, một là ép sát khổ hạnh, hai là tham đắm trong các dục vọng. Như Lai đã từ bỏ hai cực đau đó và Như Lai đi theo con đường trung đạo. Nhờ vậy mà hôm nay Như Lai trở thành vô thượng chánh đẳng giác. Và khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng bài kinh Chỉ Pháp Lưng và trong nhóm Tiền Trần Như, và Ngài Cô Thanh Nhã đã đắc được đạo quả tu được quả. Và ở đây chúng ta cần hiểu rằng trong 45 năm Đức Thế Tôn thuyết giảng, những chúng sanh mà đắc được tu được quần tư đà hàm, anh hàm và a la hán là những chúng sanh đó đã thực hành theo con đường bát chánh đạo. Nhờ vậy mà chúng sanh mới chứng được đạo quả. Và khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng phổ độ chúng sanh trong 45 năm và sau khi Đức Thế Tôn sắp viên tịch niết bàn, thì có một vị tu sĩ ngoại đạo tên là Súc Đắc Đá đi đến đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: thưa tôn giả Gotama, con nghe các tôn giáo, các ngoại đạo khác họ nói rằng trong hội chúng của họ vẫn có những người chứng A-la-hán và những người đang đi trên con đường A-la-hán. Có thật vậy chăng? Thì khi đó Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng: này Súc Đắc Đá, chỗ nào có bát chánh đạo thì chỗ đó có tứ quả sa môn, đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Và này Súc Đắc Đá, chỉ có giáo pháp của Như Lai mới có bát chánh đạo, và chỉ trong giáo pháp của Như Lai mới có tứ quả sa môn. Thì đây Đức Phật dạy rằng chỉ trong giáo pháp của Ngài mới có bát chánh đạo,
và chỉ trong giáo pháp của Ngài mới có tứ quả sa môn. Thì tứ quả sa môn ở đây là Đức Thế Tôn Ngài ám chỉ cho bốn bậc thánh, đó là Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Thì chúng ta tu tập, mục tiêu chúng ta là gì? Tức là chúng ta muốn đạt đến dòng thánh từ Tu Đà Quần đến A La Hán. Và bây giờ chúng ta muốn chứng đạt đến những bậc thánh thì chúng ta phải đi theo con đường Bát Chánh Đạo. Thì đây Bát Chánh Đạo là gì? Thì Đức Phật dạy rằng Bát Chánh Đạo gồm có 8 chi phần, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là Bát Chánh Đạo, còn được gọi là con đường trung đạo. Và hôm nay sư sẽ trình bày con đường Bát Chánh Đạo trên phương diện pháp học, và sư sẽ trình bày trên phương diện pháp hành. Vậy chúng ta tu tập như thế nào là chúng ta đi theo con đường Bát Chánh Đạo? Vì chúng ta là những hành giả tu tập và chúng ta mong mỏi để đạt đến sự giác ngộ niết bàn, để chấm dứt sự tái sanh, thì người cư sĩ chúng ta phải cần tìm hiểu cái phương pháp con đường Bát Chánh Đạo này cho được một cách rõ ràng rành mạch. Nếu mà trong thời gian qua chúng ta thấy rằng chúng ta còn thiếu sót những chi phần nào trong Bát Chánh Đạo thì chúng ta cần phải bổ sung. Thì khi mà chúng ta đi đúng theo con đường Bát Chánh Đạo, không sớm thì muộn thì chúng ta cũng sẽ đạt đến sự giác ngộ. Còn nếu mà chúng ta đi ngoài con đường Bát Chánh Đạo thì chúng ta có tu nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta không thể nào chấm dứt cái sự tự sanh. Nên vì lẽ đó mà hôm nay sư sẽ trình bày về con đường Bát Chánh Đạo cho người cư sĩ chúng ta hiểu. Và sư sẽ từng từng trình bày từng chi pháp để sư thuyết trình cho người cư sĩ chúng ta hiểu một cách rõ ràng. Thì thứ nhất là chánh kiến. Thì chánh kiến là gì? Chánh kiến tức là sự thấy đúng, hiểu đúng, được gọi là chánh kiến. Thì trong chú giải của Kinh Tăng Chi Bộ Kinh thì giải thích chánh kiến gồm có 5 loại. Thứ nhất là chánh kiến có niềm tin về nghiệp báo. Thì cái chánh kiến này là cái nền tảng đầu tiên để giúp cho chúng sanh đạt đến sự giải thoát. Vậy như thế nào gọi là chánh kiến có niềm tin về nghiệp? Thì chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta có niềm tin nơi nghiệp báo, chúng ta tin rằng có tội, có phước, có quả báo của sự ác nghiệp, có sự an lạc của thiện nghiệp, có đời này, có đời sau, có tội, có phước, có sự luân hồi. Nên chúng ta hiểu như vậy, nên chúng ta mới từ bỏ những cái điều ác, chúng ta phát triển những điều lành, và chúng ta sinh thọ trì năm giới, chúng ta hành thiền định, chúng ta hành thiền quán, hay là chúng ta tạo những công đức phước báo. Tại sao mà chúng ta làm những cái điều thiện này? Tức là chúng ta có niềm tin nơi nghiệp, quả quả của nghiệp. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái niềm tin mà nơi nghiệp, quả quả của nghiệp cũng được liệt kê, được gọi là chánh kiến. Và nếu người nào mà không có cái niềm tin nơi nghiệp báo, tội phước, thiện ác, thì người đó không có tha thiết để thực hành những điều thiện, và người đó không thể nào có thể tu thiền để đắc thiền, hay là có thể đắc đạo quả được. Đây là cái chánh kiến đầu tiên, đó là cái chánh kiến thứ nhất. Cái loại thứ hai chánh kiến ấy, tức là những người họ đắc được thần thông,
Giống như ở đời này có một số người họ tu thiền định, sau khi họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền hay là đến bát thiền, và những người này họ liền thông, họ có ngũ thông, có túc mạng thông, có thiên nhãn thông, có thiên nhị thông, có tha tâm thông và có thần tốc thông. Thì những chúng sanh mà họ đắc thiền, họ có thần thông, thì những chúng sanh này họ sẽ nhớ được nhiều kiếp sống quá khứ của họ, từ một đời cho đến hai đời, trăm đời, ngàn đời, hay là nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp. Đó là do sự tu chứng thần thông mà những chúng sanh này họ thấy như vậy. Rồi lại nữa, chúng sanh này họ tu thiền, họ có, họ đắc được thần thông, họ có sanh tử thông hay còn gọi là thiên nhãn thông, thì chúng sanh này thấy được nghiệp tạo của chúng sanh, thấy có những người thân làm thiện, niệm nói thiện, ý nghĩ thiện, sau khi tâm ngoại mạng chung được sanh lên thiên giới hay sanh lại làm người. Có một số người thân làm ác, niệm nói ác, ý nghĩ ác, chỉ bán các Phật thánh, sau khi tâm ngoại mạng chung phải tái sanh nhập cõi dữ, các thú, đọa xứ địa ngục. Thì những người mà ta đắc thiền, ta đắc thông, thì họ thấy bằng cái trí tuệ. Thì những cái thấy của những người đắc thiền, đắc thông, thì những cái thấy này cũng liệt kê được gọi là chánh kiến. Rồi lại nữa, cái chánh kiến thứ ba, tức là những người gặp được giáo pháp của Đức Phật để thực hành tứ niệm xứ, để quan sát danh và sắc ngũ uẩn này, nhận thức rõ được sắc này là vô thường, khổ vô ngã, thọ này là vô thường, khổ vô ngã, tưởng này là vô thường, khổ vô ngã, hành này là vô thường, khổ vô ngã, và thức này là vô thường, khổ vô ngã. Và người đó trải nghiệm bằng cái trí tuệ, bằng cái sự chứng nghiệm của mình, và người này hiểu rằng ngũ uẩn này, danh sắc, tất cả pháp hữu vi là vô thường, là khổ và vô ngã, thì những người này cũng được xem là chánh kiến. Thì chánh kiến này là cái chánh kiến cao cấp trong tất cả cái chánh kiến của hiện thế. Và giống như chúng ta tu tập mà chúng ta đề cập đến 16 loại tệ, từ cái tệ thứ nhất đến cái tệ thứ 16, thì cái tệ thứ nhất đến cái tệ thứ 13, tức là cái tệ chuyển tập. Thì từ tệ thứ nhất chúng ta phân biệt được danh sắc, đến tệ thứ 13, những cái từng tuệ này được liệt kê là chánh kiến, tức là những chánh kiến hiện thế. Rồi lại nữa, cái chánh kiến thứ tư đó, tức là do tâm đạo siêu thế. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nhận thức được tất cả pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã, khi đó chúng ta nhàm chán và bắt chánh đạo gọi là tâm đạo siêu thế sanh khởi để nhận lấy niết bàn làm đối tượng, để diệt những kiết sử phiền não và để diệt đi cái tà kiến. Thì cái tâm đạo siêu thế cũng được liệt kê gọi là chánh kiến. Để cái chánh kiến thứ năm gọi là tâm quả siêu thế. Khi tâm đạo siêu thế sanh khởi để diệt trừ những kiết sử phiền não, thì tâm quả siêu thế cũng sanh khởi để làm thanh tịnh phiền não. Thì tâm quả siêu thế cũng được gọi là chánh kiến. Thì trong năm loại chánh kiến này, ba cái chánh kiến đầu, tức là cái chánh kiến mà tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, chánh kiến mà do đắc thần thông, chánh kiến mà tu tập vipassana, tức là tu tập tứ niệm xứ, thấy được vô thường, khổ, vô ngã của danh và sắc, thì ba loại chánh kiến này được gọi là chánh kiến hiện thế. Còn chánh kiến siêu thế, tức là tâm đạo siêu thế và tâm quả siêu thế để bắt cảnh niết bàn, để diệt trừ những phiền não kiết sử và để diệt đi tà kiến, đó là thánh tu đường quần, thì không còn tà kiến nữa, không chấp vào cái ngũ uẩn này, ta là của ta. Thì chúng ta thấy rằng chánh kiến thì chúng ta phải hiểu rằng có hai loại, một là chánh kiến hiện thế và hai là chánh kiến siêu thế. Và khi mà chúng ta muốn đạt được chánh kiến siêu thế thì chúng ta phải tu tập
chánh kiến hiện thế trước. Chánh kiến siêu thế là thành quả, là cái sự tu chứng chứ không phải là cái sự tu tập. Chánh kiến hiện thế là trong lúc chúng ta đang thực hành, chúng ta tu tập. Thì đây chúng ta phải cần hiểu rằng chánh kiến là như thế. Và khi mà chúng ta đạt đến chánh kiến siêu thế thì chúng ta sẽ hiểu tứ đến thế một cách hoàn toàn. Chúng ta nhận thức, chúng ta biết đây là khổ thánh đế, đây là tập thánh đế, đây là diệt thánh đế, đây là đạo thánh đế. Đây là bốn sự thật mà Đức Phật quá khứ đã giác ngộ, Đức Phật hiện tại đã giác ngộ, và Đức Phật tương lai cũng sẽ giác ngộ. Và những người nào giác ngộ tứ thánh đế, tức là những người đó không còn bị sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não nữa. Đó là cái chi pháp đầu tiên thuộc về chánh kiến trong bát chánh đạo, nên người cư sĩ chúng ta phải cảm hiểu. Cái chi pháp thứ hai được gọi là chánh tư duy. Vậy chánh tư duy là gì? Chánh tư duy tức là những cái tư tưởng hiện thiện. Những tư tưởng nào liên hệ đến vô tham, như vậy được gọi là chánh tư duy. Những tư tưởng nào hiện thiện thuộc về vô sắc, những tư tưởng đó cũng được gọi là chánh tư duy. Những tư tưởng nào đưa đến sự bất hại, những tư tưởng đó cũng được gọi là chánh tư duy. Thì như thế nào gọi là chánh tư duy? Thì trong kinh Đức Phật dạy có ba loại chánh tư duy. Thứ nhất là ly dục tư duy, thứ hai là vô sân tư duy, thứ ba là bất hại tư duy. Ly dục tư duy tức là chúng ta có một cái tâm, có những tư tưởng, chúng ta suy tư rằng cuộc đời này vui ít khổ nhiều, các ngũ dục ngọt ít mà đắng nhiều, chúng sanh đau khổ vì chúng sanh tham đắm trong các dục vọng. Và cho dù cái hạnh phúc ở cõi trời hay cõi người cũng là vô thường, cũng là khổ đau. Khi mà chúng ta có sự suy tư như vậy, chúng ta suy nghĩ như vậy, tức là tâm chúng ta trong lúc đó có chánh tư duy, gọi là ly dục tư duy. Tức là những cái tư tưởng này chúng ta suy nghĩ đưa đến sự ly tham. Thứ hai nữa gọi là vô sân tư duy, tức là chúng ta có những cái tư tưởng, có cái tâm hồn mát mẻ khi nhìn người khác, chúng sanh khác bằng cái thiện cảm, bằng cái tâm từ không hận không sân. Thì những cái tâm như vậy, những cái tư tưởng như vậy, tức là gọi là vô sân tư duy. Rồi lại nữa, thế nào gọi là bất hại tư duy? Tức là chúng ta có lòng bi mẫn, thương xót chúng sanh khác, những cái tư tưởng chúng ta sân khởi không có làm đau khổ cho người, không có làm đau khổ cho mình. Như vậy được gọi là bất hại tư duy. Thời Đức Phật có một số vị tỳ kheo tu tập xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Và khi đã xuất gia, sống đời sống của một vị tỳ kheo, nhưng mà tâm những vị này vẫn còn ô nhiễm, vẫn còn dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Có một số vị tỳ kheo nghĩ đến trước kia mình chưa xuất gia, mình hưởng thụ như vậy, có vợ như vậy, có sự ăn uống như vậy, ngủ nghỉ như vậy, tức là tâm những vị này còn những cái tà tư duy, gọi là dục tư duy. Còn có một số vị tỳ kheo có những cái tâm bất mãn sân hận đối với những đồng phạm hạnh, thì như vậy gọi là sân tư duy. Và có số một vị tỳ kheo có những tư tưởng hận thù, muốn đánh người này đánh người kia, tức là hại tư duy. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngày với tha tâm thông, ngày thấy được tâm của các vị tỳ kheo này bị ô nhiễm bởi tà tư duy, và khi đó Đức Thế Tôn ngày mới kêu tôn giả Ananda đến để đuổi các vị tỳ kheo này ra khỏi chùa. Khi các vị tỳ kheo này bị đuổi ra khỏi chùa thì các vị tỳ kheo này mới khởi lên cái tâm hối hận, nghĩ rằng mình là những vị xuất gia
tại sao còn sống có những cái tâm bất thiện như vậy. Thì các vị tỳ kheo này mới đi đến bờ sông để chánh niệm loại bỏ những cái tà tư duy, và tâm bị đó trở nên thanh tịnh. Và khi đó Thích Tôn ngày đến ngày thiết một bài pháp, và các vị tỳ kheo đắc đạo quả A La Hán để chấm dứt cái sự khổ đau. Thì đây chúng ta thấy rằng đó, chánh tư duy là chúng ta phải cần hiểu, tức là những cái tư tưởng hiền thiện nên chúng ta tu tập. Khi mà nào những cái tư tưởng chúng ta liên hệ đến tham, liên hệ đến sân, liên hệ đến sân, đến si, là chúng ta biết đây là những tư tưởng gọi là tà tư duy, nên chúng ta cần phải loại bỏ, chúng ta không có để nuôi dưỡng trong tâm mình. Nếu mà chúng ta sống đầy dẫy những cái tư tưởng bất thiện này đó, thì chúng ta trở thành một người xấu xa, và chúng ta đã đi ngoài con đường bát chánh đạo của Đức Phật, chúng ta không thể nào giác ngộ được. Rồi lại nữa, thế nào gọi là chánh tư duy? Chánh tư duy mà chúng ta nói theo chân đế, tức là khi mà tâm chúng ta hướng về điều thiện thì như vậy được gọi là chánh tư duy. Khi mà chúng ta lấy chi pháp thì sở hữu tầm thuộc về chánh tư duy. Khi mà tâm chúng ta hướng về điều thiện để cho thiện tâm phát sinh thì như vậy được gọi là chánh tư duy. Giống như người cư sĩ chúng ta đang ngồi ở đây mà tâm chúng ta hướng về lời dạy của Đức Phật, bây giờ sư đang thuyết giảng giáo pháp lời dạy của Đức Phật, mà trong lúc này người cư sĩ chúng ta hướng tâm đến cái lời sư đang thuyết giảng để cho chúng ta hiểu được pháp, để tâm thiện chúng ta sống, thì trong lúc này chúng ta hướng tâm như vậy gọi là chánh tư duy. Còn trong lúc này người cư sĩ chúng ta đang ngồi trong chánh điện này, chúng ta nghe pháp nhưng mà tâm chúng ta hướng về gia đình, chúng ta hướng về vợ con, chúng ta hướng về cái việc làm ăn bên ngoài, hay là chúng ta hướng về những người mà chúng ta, những cái đối tượng mà chúng ta thù ghét, thì tâm chúng ta hướng về những cái vấn đề đó thì những tham bắt đầu sân khởi, sân bắt đầu sân khởi, si bắt đầu sân khởi, thì như vậy được gọi là tà tư duy. Còn trong lúc này chúng ta hướng về giáo pháp của Đức Phật thì tâm thiện nó sanh, thì cái sự hướng tâm đó nó không có qua tư tưởng, thì cái sự hướng tâm này cũng được gọi là chánh tư duy. Thì nãy giờ sư đề cập đó, những tư tưởng liên quan đến thiện đó, thì cũng được gọi là chánh tư duy. Cái sự hướng tâm đúng cũng được gọi là chánh tư duy. Thì những chánh tư duy này được gọi là chánh tư duy hiện thế. Còn như thế nào gọi là chánh tư duy siêu thế? Chánh tư duy siêu thế tức là sở hữu tầm, gọi là chánh tư duy nó đi chung cùng với tâm đạo siêu thế, tâm quả siêu thế, có đầy đủ bát chi phần. Mà khi chánh tư duy siêu thế sanh khởi hướng đến niết bàn, lấy niết bàn làm đối tượng để diệt trừ tà tư duy, thì chúng ta hiểu rằng cái sự hướng tâm đến niết bàn và đi hòa quyện chung với bát chánh đạo thì như vậy gọi là chánh tư duy siêu thế. Cho nên chúng ta thấy rằng chánh tư duy cũng có hai loại, tức là chánh tư duy hiện thế và chánh tư duy siêu thế. Bây giờ chúng ta muốn đạt được chánh tư duy siêu thế thì chúng ta phải tu tập chánh tư duy hiện thế. Chánh tư duy siêu thế tức là cái sự tu chứng chứ không phải là sự tu tập. Còn chánh tư duy hiện thế là chúng ta đang tu tập. Đó là cái chi pháp thứ hai của bát chánh đạo. Rồi bây giờ xin sẽ đề cập đến cái chi pháp thứ ba gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ là gì? Trong kinh Đức Phật dạy là người cư sĩ chúng ta là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời thô ác, không nói lời nhảm nhí, như vậy cũng được gọi là chánh ngữ. Giống như người cư sĩ chúng ta đó, chúng ta muốn đi theo con đường bát chánh đạo, tức là ngoài cái việc chúng ta không nói dối ra thì chúng ta cũng không nên nói đâm thọc, chúng ta không nói lời thô ác, chúng ta không nói lời nhảm nhí, thì như vậy chúng ta mới có đầy đủ chi phần của bát chánh đạo. Vậy không nói dối là gì? Tức là những chuyện nào có
chúng ta nói có. Chuyện nào không thấy chúng ta nói không thấy. Chuyện nào có nghe chúng ta nói có nghe. Chuyện nào không có nghe chúng ta nói không có nghe. Thì như vậy gọi là chánh ngữ. Rồi lại nữa, chánh ngữ tức là chúng ta không có nói năng học, chúng ta không có nói chuyện của người A cho người B nghe để người B hiểu lầm người A. Chúng ta không có nói chuyện của người B nói cho người A để người A hiểu lầm người B. Tức là chúng ta không có nói chuyện chia rẽ để làm cho người khác hiểu lầm với nhau, bạn bè hay là quyến thuộc họ phải tan rã. Nếu mà chúng ta có những cái lời nói như vậy, tức là chúng ta đã đi ngoài con đường bát chánh đạo. Chúng ta không thể tu tập để đạt đến niết bàn được. Rồi lại nữa, như thế nào gọi là chánh ngữ? Tức là người cư sĩ chúng ta không có nên nói những cái lời thô ác. Chúng ta không chửi mắng người khác. Chúng ta không nói những lời thô lỗ, thô tháo, những cái lời nói tục tiểu đưa đến khổ mình, khổ người. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái lời đó, cái lời nói mà thô tục, thì tức là chúng ta đã đi ngoài con đường bắt chánh đạo, tức là chúng ta có tàn ngữ. Thì bây giờ chúng ta muốn có chánh ngữ thì chúng ta phải nói những cái lời dịu ngọt, những cái lời lịch sự, không có thô lỗ, không có thô tháo. Thì như vậy chúng ta có chánh ngữ. Rồi lại nữa, như thế nào gọi là chánh ngữ? Tức là chúng ta không nói lời nhảm nhí, chúng ta không nói lời phím. Tức là những cái câu chuyện nào, những cái lời nói nào nó không có giá trị, không có lợi ích, mà khi chúng ta nói ra nó mất thời gian, làm cho người khác để phóng tâm, để tham sân khởi, sân sân khởi, si sân khởi, thì những cái lời nói đó gọi là lời nói nhảm nhí. Thì chúng ta không có nên nói những cái lời nói đó. Tức là chúng ta nói những cái lời nào có giá trị, có lợi ích, được gìn giữ, tốt đẹp thì chúng ta nên nói. Khi chúng ta nói như vậy tức là chúng ta có chánh ngữ. Thì chánh ngữ tức là trong kinh Đức Phật dạy chúng ta không nói dối, chúng ta không nói lời đâm thọc, chúng ta không nói lời thô ác, chúng ta không nói lời nhảm nhí. Thì như vậy chúng ta có chánh ngữ. Rồi như thế nào gọi là chánh ngữ? Tức là những cái lời nói nào hiền thiện, những cái lời nói đưa đến lợi mình, lợi người, những lời nói có lợi ích, tốt đẹp, bằng thiện tâm, thì những lời nói đó cũng được gọi là chánh ngữ. Thì nãy giờ sẽ đề cập chánh ngữ từ cái lời nói không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời nhảm nhí và không nói lời thô ác, hay là chúng ta nói những cái lời hiền thiện đó, thì những cái chánh ngữ này thuộc về chánh ngữ hiện thế. Còn như thế nào gọi là chánh ngữ siêu thế? Tức là chánh ngữ siêu thế sanh cùng với bát chánh đạo, tức là sanh cùng với tâm đạo, tâm quả siêu thế, có đầy đủ bát chi phần của bát chánh đạo, để sanh khởi bất cảnh niết bàn, để diệt trừ tà ngữ. Mà trong lúc bát chánh đạo, mà chúng ta hiểu rằng trong lúc mà chánh ngữ siêu thế sanh khởi trong tâm đạo tâm quả thì chỉ là yếu tố tinh thần thôi, chứ không phải là chúng ta nói ra lời. Tại trong lúc mà chúng ta chứng đạo chứng quả chỉ có một sắc na tâm, tức là những cái yếu tố tinh thần, hay còn được gọi là chánh ngữ, hòa quyện đi chung với tâm đạo tâm quả siêu thế. Đó là cái chi pháp thứ ba người cư sĩ chúng ta cần hiểu. Rồi cái chi pháp thứ tư nữa là gì? Tức là chánh nghiệp. Chánh nghiệp trong kinh Đức Phật dạy rằng như thế nào gọi là chánh nghiệp? Tức là chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thì những cái pháp này người cư sĩ chúng ta dễ hiểu. Rồi như thế nào gọi là chánh nghiệp? Tức là những cái thân nào chúng ta hành động thuộc về thiện pháp, đem đến lợi mình, lợi người, thì những cái thân thiện đó cũng được gọi là chánh nghiệp. Rồi như thế nào gọi là chánh nghiệp siêu thế? Chánh nghiệp siêu thế tức là chánh nghiệp siêu thế sẽ đi chung với tâm đạo
siêu thế trong quả siêu thế hòa quyện đầy đủ bát chi phần khổ bát chánh đạo để sanh khởi để diệt trừ tà nghiệp, tức là lấy niết bàn làm đối tượng. Thì chúng ta thấy rằng giữa siêu thế và hiện thế khác nhau, tức là hiện thế thì chỉ bất cảnh trong đời, trong tam giới thôi. Còn những cái pháp siêu thế, tức là lấy niết bàn làm đối tượng, như vậy được gọi là những cái pháp siêu thế. Thì đó là chúng ta phải cần hiểu cái chi pháp thứ tư. Và cái chi pháp thứ năm gọi là chánh mạng. Chánh mạng là gì? Tức là những cái nghề nghiệp để nuôi cái mạng sống này chân chánh, gọi là chánh mạng. Giống như người cư sĩ chúng ta, Đức Phật không cho phép chúng ta làm năm nghề, tức là chúng ta buôn bán người, chúng ta buôn bán súc sanh, chúng ta buôn bán vũ khí, chúng ta buôn bán thuốc độc và chúng ta buôn bán rượu. Thì những cái nghề nghiệp này chúng ta làm có tiền để nuôi cái mạng sống này thì như vậy gọi là tà mạng. Tại chúng ta thấy những cái nghề này đưa đến khổ mình khổ người, nên Đức Phật không cho phép người cư sĩ chúng ta phải làm những cái nghề này trong cuộc sống của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta không có làm năm cái nghề này đó, mà chúng ta làm những cái nghề nghiệp chân chánh, không có lừa đảo người khác, không phải do sát sanh trộm cắp bằng cái nghề bất thiện đó, mà chúng ta có được cái đồng tiền để chúng ta nuôi cái mạng sống này thì như vậy gọi là chánh mạng. Rồi lại nữa, như thế nào gọi là chánh mạng siêu thế? Tức là chánh mạng siêu thế ở đây tức là đi chung với tâm đạo tâm quả siêu thế để hòa quyện đầy đủ bát chi đạo, để bắt cảnh niết bàn làm đối tượng để diệt trừ tà mạng. Và chúng ta nhớ rằng Phật thánh thì các ngài không còn tà mạng nữa. Thì khi mà chúng ta đề cập đến chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, khi mà sân khởi trong bát chánh đạo siêu thế chỉ là yếu tố tinh thần thôi, chứ trong lúc đó không có nói, không có làm. Còn đối với bát chánh đạo hiện thế thì lại khác. Thì chúng ta phải phân biệt rõ được hai cái vấn đề này. Như vậy chúng ta cần hiểu cái chi pháp thứ năm gọi là chánh mạng, tức là cái nghề nghiệp chân chánh. Giống như người cư sĩ chúng ta đó, muốn đạt được đạo quả để chúng ta chấm dứt sinh tử luân hồi đó, mà chúng ta vẫn còn đam mê vào cái mạng sống này, chúng ta phải còn làm những cái nghề bất thiện để chúng ta lo cho cái đời sống của chúng ta, thì như vậy cái sự giải thoát của chúng ta thật sự cái tâm chúng ta không có. Còn đối với những người mà ta sợ cái sự nguy hiểm sinh tử luân hồi thì họ luôn luôn họ tha thiết để họ tu tập, và họ xem thường đối với thân mạng này, muốn chi nữa là cái gì liên quan đến cái thân mạng này, họ còn xem trẻ hơn mà. Và khi mà chúng ta muốn mong mỏi, chúng ta muốn đạt được đạo quả niết bàn để chấm dứt sanh tử sanh đó, thì chúng ta phải luôn luôn chúng ta suy nghĩ. Đức Phật dạy chúng ta phải cần suy xét, chúng ta nghĩ rằng trong cái đời sống luân hồi đó thật sự là khổ đau, mà ngày nào còn luân hồi đó thì trong bốn khổ cảnh thì luôn luôn có thể mở cửa chờ đón ta. Và nếu mà ta sanh vào cảnh địa ngục thì ta sẽ đau khổ vô cùng, thật bất hạnh cho ta. Hay là ta sanh vào những cái đoàn ngạ quỷ hay là Atula bạc sanh, đây là những cảnh giới khổ đau. Và trong nhiều kiếp ta đã sanh vào những cảnh giới này rồi, khi chúng ta nghĩ trong bốn cõi khổ đó, chúng ta mới sợ cái sự luân hồi. Và chúng ta được sanh trời người đó thì thật sự là rất ít ỏi, mà chúng ta sanh làm người đó thì chúng ta thấy cũng không có gì hạnh phúc cả. Chúng ta cũng phải bị già, bị bệnh, bị chết, và chúng ta sống trong cuộc đời này đủ thứ phiền toái hết. Nhất là thời buổi bây giờ chúng ta thấy thật sự ra không có vui gì cả. Thì khi mà chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta mới ngao ngán được cái sự luân hồi tái sanh. Và khi đó chúng ta mới tha thiết để chúng ta thực hành bát chánh đạo, để chúng ta chấm dứt cái sự tái sanh. Thì chúng ta phải thường suy tư như vậy thì chúng ta mới sợ luân hồi. Còn bây giờ người cư sĩ chúng ta mà thấy cuộc đời này đẹp quá, còn hạnh phúc, còn an vui, thì chúng ta còn đam mê dâm dục, thì
chúng ta không có tu theo bậc chánh đạo, chúng ta không có đi theo đường bậc chánh đạo. Chúng ta phải nhớ vậy. Giống như Đức Phật chúng ta đó, còn là Bồ Tát, Ngài sống trong cảnh cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh đó. Ngài là vua, nếu mà Ngài lên là vua, Ngài sẽ là vua chỉ luân thánh vương. Thì ở trên đời này không ai xứng bằng Đức Phật, chúng ta còn là Bồ Tát. Nhưng mà Ngài nghĩ đến sự luân hồi, sự đau khổ, và Ngài biết rằng cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh cũng là vui ít khổ nhiều. Ngài thấy được cái sự nguy hiểm của các dục, cái sự nguy hiểm của sự tái sanh, nên Ngài phải từ bỏ hết tất cả và Ngài đi theo con đường trung đạo để Ngài đạt đến vô thượng chánh đẳng giác. Thì chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta phải sợ cái sự sinh tử luân hồi, thì chúng ta mới tu tập được. Bây giờ Đức Phật dạy đối với các vị tỳ kheo như thế nào gọi là chánh mạng, tức là vị tỳ kheo ôm mình bát đi thất thực. Phật tử cúng dường cái gì ăn cái đó, hay là chư tăng các vị tỳ kheo chỉ nhận một thực của người cư sĩ nào có niềm tin đơn vị và quả của nghiệp. Và nếu mà vị tỳ kheo nào vì người cư sĩ, có một số người cư sĩ gọi là mê tín tà kiến, xem ngày xem tháng sinh xăm bối quẻ, rồi kêu các vị tỳ kheo phải làm như vậy, và các vị tỳ kheo nghĩ rằng ta phải làm như thế này cho được lòng người cư sĩ, và người cư sĩ sẽ hộ độ cho ta và cúng dường cho ta. Nếu vị tỳ kheo nào làm như vậy và Phật tử cúng dường đến, thì những vị tỳ kheo dùng những vật thực đó hoặc là sử dụng cái đó đều rơi vào cái vấn đề tà mạng. Hay là những vị tỳ kheo nào buôn bán trồng trọt để kinh doanh, thì những vị tỳ kheo đó có những cái thực phẩm, những cái vật chất đó để sống, thì những vị tỳ kheo đó cũng rơi vào cái vấn đề tà mạng. Nên Đức Phật không cho các vị tỳ kheo làm những cái nghề như là trồng trọt, kinh doanh, buôn bán. Người xuất gia thì Đức Phật không cho phép. Vì nghề của các vị tỳ kheo là gì? Đức Phật dạy nghề của các vị tỳ kheo tức là điêu luyện trong cái nghề, tức là giới, vị định, vị tuệ, tức là tam vô lậu học. Thì vị tỳ kheo phải thiện xảo, phải kinh nghiệm về lão luyện, đó là những cái nghề của vị tỳ kheo. Thế nên chúng ta hiểu rằng chánh mạng tức là chúng ta có nghề nghiệp chân chánh, chúng ta làm cái đồng tiền để nuôi cái mạng sống của chúng ta, không liên quan đến những cái việc bất thiện khổ mình khổ người, thì như vậy được gọi là chánh mạng. Rồi bây giờ xin sẽ đề cập đến cái thi pháp thứ 6 gọi là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là gì? Tức là chúng ta nỗ lực, chúng ta siêng năng để chúng ta loại bỏ bất thiện pháp, và chúng ta nỗ lực, chúng ta siêng năng để chúng ta tu tập làm cho thiện pháp phát triển, như vậy gọi là chánh tinh tấn. Thì chánh tinh tấn trong kinh Đức Phật dạy có bốn sự tinh tấn. Thứ nhất là chúng ta tinh tấn, chúng ta nỗ lực, chúng ta phòng hộ, chúng ta đề phòng, đừng để cho bất thiện pháp phát sinh. Giống như người cư sĩ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta nghe pháp, thì chúng ta có bảo đảm rằng trong tương lai chúng ta không có sân, không có tham hay chấp. Tại trong lúc này chúng ta ngồi nghe pháp thì chúng ta không có sân, chúng ta không có tâm sân. Nhưng một lát nữa đi ra ngoài, chúng ta gặp những cái cảnh nghịch, trái ý nghịch lòng, thì tâm sân sẽ sân khởi. Nên Đức Phật dạy là chúng ta phải nỗ lực tinh tấn. Những bất thiện pháp nào chưa phát sinh, chúng ta phải tinh tấn, chúng ta phòng hộ, thì như vậy gọi là chánh tinh tấn. Rồi là nữa, cái sự tinh tấn thứ hai đó, tức là Đức Phật dạy rằng những bất thiện nào đã sanh thì chúng ta phải tinh tấn nỗ lực để đoạn trừ bất thiện đó. Tại chúng ta còn phàm mà, cho dù chúng ta có cảnh giác, chúng ta phòng hộ, chúng ta hộ trì như thế nào thì chúng ta vẫn còn bị dao động. Tâm chúng ta còn phóng túng thì tham sân si nó vẫn còn sân khởi. Thì nếu mà chúng ta biết rằng tham sân si nó sân khởi, thì Đức Phật dạy rằng chúng ta phải nỗ lực tinh tấn để đoạn trừ, dẹp bỏ, chứ chúng ta không có để lâu trong cái nội tâm mình. Chúng ta tu là tu chỗ đó. Giống như có những người cư sĩ chúng ta
giận người nào, chúng ta ghét người nào, chúng ta để từ ngày này sang ngày nọ, từ tháng này sang tháng nọ và từ năm này sang năm khác. Có những người họ nói rằng họ ghét người đó chết họ cũng mang theo, thì như vậy chúng ta đã rơi vào cái vấn đề tạo tinh tấn, tức là chúng ta không có chánh tinh tấn. Thì giờ chúng ta tu tập á, người cư sĩ chúng ta đó, biết rằng mình vẫn còn tham sân si, thì những cái phiền não tham sân si nào sanh khởi thì chúng ta phải dùng những cái biện pháp, cái giải pháp mà Đức Phật đã dạy, có thể là tâm sân sanh khởi, có thể chúng ta dùng tu tập tâm từ để chúng ta loại bỏ, có thể tâm tham sân khởi, có thể chúng ta dùng chánh tư duy, chúng ta quán bất tịnh để chúng ta dẹp bỏ. Hay là khi mà những cái tâm ép sân khởi, chúng ta phải tu tập tâm bi để chúng ta dẹp bỏ, hay là chúng ta tu tập tứ niệm xứ để chúng ta quan sát, chúng ta thấy rõ bản chất của tham sân si để chúng ta loại bỏ, để chúng ta nỗ lực tinh tấn để loại trừ bất thiện pháp, như vậy tức được gọi là chánh tinh tấn. Rồi lại nữa, thế nào gọi là chánh tinh tấn? Chứ còn dạy rằng tức là những cái thiện pháp nào chưa có thì chúng ta phải nỗ lực, lực chúng ta tinh tấn, chúng ta dị tâm để cho thiện pháp đó phát sinh, thì như vậy được gọi là chánh tinh tấn. Giống như người cư sĩ chúng ta đó, tu tập chúng ta xem thử mình còn khuyết điểm những cái thiện pháp nào chúng ta chưa tu tập thì chúng ta phải bổ sung. Hay là chúng ta đã nghe được bát chánh đạo, Đức Phật dạy phải đầy đủ 8 chi phần, thì chúng ta xem thử mình còn thiếu những cái chi phần nào của bát chánh đạo, thì chúng ta cố gắng nỗ lực tinh tấn để chúng ta tu tập thêm những cái thiện pháp đó để cho nó đầy đủ 8 chi phần của bát chánh đạo, thì như vậy cũng được gọi là chánh tinh tấn. Giống như xưa giờ cư sĩ chúng ta đi chùa, chúng ta chỉ có bố thí, chúng ta chỉ có giữ giới mà chúng ta không có nghe pháp, để chúng ta hiểu mình còn thiếu, mình còn khuyết điểm, mình không có nghe pháp, thì chúng ta phải nỗ lực, chúng ta siêng năng để chúng ta nghe pháp, như vậy cũng được gọi là chánh tinh tấn. Hay là chúng ta xưa giờ chúng ta đi chùa, chúng ta chỉ có bố thí giữ giới, chúng ta chỉ có nghe pháp mà chúng ta chưa biết hành thiền, thì chúng ta phải cần tu tập thiền. Thì khi chúng ta cố gắng chúng ta tu thiền định hay là thiền tứ niệm xứ, thì như vậy cũng được gọi là chánh tinh tấn. Rồi đây nữa, như thế nào gọi là chánh tinh tấn? Cái sự tinh tấn thứ tư á, Đức Phật dạy rằng những thiện pháp nào có được rồi thì chúng ta phải biết gìn giữ, chúng ta bảo tồn, chúng ta phát triển làm cho nó sung mãn, đến khi nào mà chúng ta chứng A-la-hán thì thôi, thì như vậy cũng được gọi là chánh tinh tấn. Thì ở đây đó, chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta, khi mà chúng ta đã biết bố thí, biết giữ giới, biết hành thiền, thì cái sự giữ giới đó, cái sự hành thiền đó, cái sự bố thí đó, thì chúng ta phải làm suốt cả cuộc đời. Và chúng ta làm như thế nào cho nó được lớn mạnh, làm tới ngày chúng ta chết thôi. Và kiếp sau tiếp tục lên, chúng ta cũng tiếp tục chúng ta tu như vậy. Ngày nào mà chúng ta chứng A-la-hán thì chúng ta mới không có còn làm nữa. Thì như vậy Đức Phật dạy rằng những thiện pháp nào mà có rồi thì chúng ta phải nỗ lực tinh tấn, chúng ta làm cho nó sung mãn, làm cho nó lớn mạnh, thì như vậy cũng được gọi là chánh tinh tấn. Thì ở đây chánh tinh tấn Đức Phật dạy cho chúng ta gồm có bốn sự tinh tấn, đó là những bất thiện nào chưa sanh thì chúng ta phải tinh tấn nỗ lực đừng để phát sanh, và những bất thiện nào đã sanh thì chúng ta phải nỗ lực tinh tấn để chúng ta di trừ. Đó là hai pháp để chúng ta ứng xử đó với bất thiện pháp. Và Đức Phật dạy tiếp rằng những thiện pháp nào chưa có thì chúng ta phải tinh tấn, chúng ta nỗ lực để làm cho nó sanh khởi, nó phát triển. Và những thiện pháp nào đã có rồi thì chúng ta phải biết gìn giữ, chúng ta làm cho nó sung mãn, được viên mãn, thì như vậy cũng được gọi là chánh tinh tấn. Thì đây về thiện pháp thì Đức Phật dạy chúng ta có hai pháp để chúng ta ứng xử đối với thiện pháp. Thì nói chung chánh tinh tấn tức là có bốn sự tinh tấn, thì như vậy được gọi là chánh tinh tấn. Thì trong bốn sự tinh tấn này thì gọi là chánh tinh tấn hiện thế. Như thế nào gọi là chánh tinh tấn siêu thế? Tức là chánh tinh tấn đi cùng với tâm đạo siêu thế, tâm quả siêu thế, đầy đủ bát chi phần của bát chánh đạo vào nguyện với nhau để bắt cảnh niết bàn sanh khởi, để diệt trừ
tạp tinh tấn, thì như vậy được gọi là chánh tinh tấn siêu thế. Thì chúng ta thấy rằng chánh tinh tấn cũng có hai loại, hiện thế và siêu thế. Hiện thế tức là trong lúc chúng ta tu tập, còn pháp siêu thế là chúng ta tu chứng. Rồi bây giờ xin sẽ đề cập đến cái pháp thứ bảy thuộc về chánh niệm. Vậy như thế nào gọi là chánh niệm? Đức Phật dạy rằng niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, như vậy được gọi là chánh niệm. Còn những cái sự ghi nhận khác, sự làm thiện khác thì không thuộc về chánh niệm. Tại vì chúng ta hiểu rằng trong vi diệu pháp Đức Phật dạy sở hữu niệm, đó là thuộc về sở hữu tịnh hảo, đó đi chung với tất cả tâm thiện. Khi nào chúng ta hiểu rằng cái sở hữu niệm đó, khi nào mà chúng ta bố thí vẫn có sở hữu niệm, chúng ta giữ giới vẫn có sở hữu niệm, trong lúc mà chúng ta cung kính vẫn có sở hữu niệm, và trong lúc mà chúng ta tu tập thiền định vẫn có sở hữu niệm, hay là trong lúc mà chúng ta làm những cái thiện pháp khác vẫn có sở hữu niệm, thì trong những trường hợp này không được gọi là chánh niệm, chỉ là niệm thuộc về tâm thiện thôi. Còn khi chúng ta đề cập đến bát chánh đạo gọi là samma sati, gọi là chánh niệm đó, tức là phải đi cùng với bát chánh đạo. Và khi mà chúng ta ghi nhận thân thọ tâm pháp, chúng ta quan sát trong cái khoảng khắc hiện tại, thì nhờ chúng ta quan sát bằng chánh niệm, chúng ta mới nhận thức được ngũ uẩn này là vô thường, khổ vô ngã. Thì những cái niệm, chánh niệm mà để nhận thức được, ghi nhận được danh và sắc, thân và tâm này, ngũ uẩn này là vô thường, khổ vô ngã, để đạt đến niết bàn, thì như vậy mới được gọi là chánh niệm. Giống như giờ chúng ta bố thí suốt cuộc đời mà chúng ta không tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta đâu có giác ngộ được, chúng ta không nhận thức được vô thường khổ vô ngã. Chúng ta giữ giới suốt đời mà chúng ta không tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta không có hiểu được tất cả pháp vũ vi là vô thường để chúng ta giác ngộ được. Và chúng ta có tu tập thiền định suốt cuộc đời này mà chúng ta không tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta cũng không có thể ngộ được vô thường khổ vô ngã để chúng ta đạt được đạo quả. Và chúng ta cần nhớ rằng cái sự bố thí, cái sự giữ giới, tu thiền định trong Phật giáo cũng có và ngoại đạo cũng có. Những tôn giáo khác họ cũng vẫn làm thiện, đi làm từ thiện, họ cũng có bố thí. Không lẽ những chúng sanh này họ có chánh niệm? Những đạo sĩ khác họ cũng giữ năm giới, bát giới ngoài cái pháp của Đức Phật. Và những chúng sanh này không lẽ họ có chánh niệm? Thì chúng ta biết rằng những ngoại đạo họ vẫn có làm thiện, vẫn có sở hữu niệm, vẫn có niệm, họ vẫn có giữ giới là thiện tâm, vẫn có niệm, nhưng mà những cái thiện pháp này không được liệt kê là chánh niệm. Chánh niệm ở đây là chúng ta phải cần hiểu rằng khi nào chúng ta niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì như vậy được gọi là chánh niệm. Và một lát nữa sư sẽ trình bày trên phương diện pháp hành đó, tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu như thế nào mà chánh niệm tứ niệm xứ. Thì khi mà chúng ta niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, chúng ta lấy cái danh và sắc của uẩn này để chúng ta quan sát, thì những cái chánh niệm này, những pháp chánh niệm này được gọi là chánh niệm hiện thế. Còn như thế nào gọi là chánh niệm siêu thế, tức là chánh niệm siêu thế. Chánh niệm này hòa quyện với tâm đạo, tâm quả siêu thế, đầy đủ bát chi phần của bát chánh đạo để ghi nhận cảnh niết bàn. Còn chánh niệm hiện thế tức là ghi nhận thân thọ tâm pháp thuộc về pháp thế gian. Còn chánh niệm siêu thế tức là ghi nhận lấy niết bàn làm đối tượng để di trừ tà niệm, thì chánh niệm đó thuộc về chánh niệm siêu thế. Thì chánh niệm chúng ta cũng hiểu rằng có hiện thế và siêu thế, là trong lúc chúng ta tu tập là chúng ta tu tập theo bát chánh, theo chánh niệm hiện thế. Nhờ chúng ta tu tập chánh niệm hiện thế rồi chúng ta sẽ đạt đến chánh niệm siêu thế. Chánh niệm siêu thế tức là thành quả của sự tu tập. Đó là cái chi pháp thứ 7 chúng ta cần phải hiểu. Rồi cái chi pháp thứ 8 trong bát chánh đạo đó là gì? Đó là chánh định. Chánh định trong kinh Đức Phật dạy như thế nào gọi là chánh định? Tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền,
tứ thiền, thì như vậy được gọi là chánh định. Và trong chú giải giải thích đó, thiền thì chánh định có ba loại: một là cận định, hai là sắc na định, ba là an chỉ định, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền thuộc về an chỉ định. Và những cái định sắc na định nào, cận định nào và an chỉ định nào để làm nền tảng để tu tập tứ niệm xứ, để quan sát nhận thức được danh và sắc này là vô thường, khổ, vô ngã, thì những cái sắc na định đó, cận định đó, an chỉ định đó mới được gọi là chánh định. Còn có những trường hợp sắc na định, cận định hay là an chỉ định chứng thiền mà không làm nền tảng để tu tập tứ niệm xứ, để nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã, thì những cái định đó không được gọi là chánh định. Giống như chúng ta thấy rằng chúng ta tu tập thì định trong Phật giáo cũng có và ngoài đạo cũng có. Thì khi mà cái người mà họ tu tập thiền định đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cũng trải qua ba giai đoạn. Chẳng hạn như cái người mà họ tu tập thiền định lấy cái đề mục Kasina Đắc tròn cỡ khoảng một gang tay và một lóng tay, cái màu sắc bình minh buổi sáng, và cái người đó để trước mặt và mở mắt vừa phải để nhìn cái Kasina Đắc đó, và cái người đó niệm đắc đắc. Thì trong lúc mà cái người đó an trú tâm trong cái đề mục đắc đó mà tâm không bị dao động trong lúc đó, thì trong lúc đó có sắc na định. Và người này tu tập một thời gian lâu dài và người này nhắm mắt lại và cái hình, cái đề mục Kasina Đắc vẫn hiện trong tâm và có một ánh sáng trong sáng gọi là tự tướng, và người này có thể an trú có thể 20 phút 30 phút và tâm người này không có dao động. Qua giai đoạn này đó, được gọi là cận định. Và người này tiếp tục để tu tập phát triển cái ánh sáng nó rộng, có thể cái ánh sáng nó phát ra nó tỏ một vùng một làn, và người này mới nhập thiền để chứng được sơ thiền. Thì trong lúc này cái người này họ có quan tướng gọi là họ đắc được sơ thiền gọi là an chỉ định. Thì chúng ta thấy rằng tu thiền định cũng trải qua ba giai đoạn gọi là sắc na định, cận định và an chỉ định. Thì cái mục tiêu của thiền định là để đắc được thiền và có thể làm nền tảng cho tu tập tứ niệm xứ, hay là để sanh về cõi phạm thiên. Rồi khi mà chúng ta tu tập thiền quán, cách thứ hai để chúng ta tu tập thiền quán gọi là hình quán, thì chúng ta có hai loại định, cũng là sát na định và cận định. Sát na định là gì? Tức là cái người đó ghi nhận thân thọ tâm pháp liên tục. Tức là trong lúc cái người họ ghi nhận thân thọ tâm pháp trong cái khoảng khắc hiện tại mà không có sự phóng túng, thì trong lúc đó cái người đó họ sắc na định. Và cái người này họ tu tập lâu ngày, cái chánh niệm họ dài dặn và cái sự định tâm họ vững, có thể trong một tiếng đồng hồ hoặc nửa tiếng đồng hồ mà họ quan sát thân thọ tâm pháp không có bị dao động, không có bị phóng túng, thì qua giai đoạn thứ hai này được gọi là cận định của minh sát. Và cái cận định này cũng đủ giúp cho cái hành giả đó nhận thức được danh và sắc, thân và tâm, ngũ uẩn này là vô thường, khổ, vô ngã. Thì chúng ta thấy rằng những cái sắc na định hay cận định nào mà hỗ trợ để chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã, thì những cái định đó mới được gọi là chánh định. Giống như chúng ta đắc thiền rồi đó, mà chúng ta lấy cái thiền đó làm nền tảng để chúng ta tu tập tứ niệm xứ, để chúng ta nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã, thì những cái tầng thiền đó mới được gọi là chánh định. Còn chúng ta thấy rằng những ngoại đạo khác họ vẫn đắc thiền, thời Đức Phật mà còn tại thế, trong lúc mà Đức Thế Tôn người còn là Bồ Tát, thì có những vị đạo sĩ người ta vẫn đắc thiền, như là đạo sĩ A Tư Đà hay là đạo sĩ Ramaputta. Thì những vị đạo sĩ này họ cũng đắc từ sơ thiền đến bát thiền. Và những vị đạo sĩ này không có nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã để chấm dứt cái sự tái sanh, thì những cái thiền của những vị đạo sĩ này không được gọi là chánh định. Hiện nay chúng ta phải cần hiểu rằng trong kinh Đức Phật dạy rằng chánh định mà khi đề cập đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, tức là những cái định, những cái thiền đó
làm nền tảng để tu tập niệm xứ, để nhận thức vô thường của ngũ ngã, để đạt đến niết bàn. Thì trong cái sự tu tập của chúng ta, trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy có bốn cách để chúng ta tu. Một là chúng ta tu chỉ chiếu trước quán sau, tức là chúng ta chứng thiền, rồi chúng ta lấy thiền để làm nền tảng để chúng ta tu tập tứ niệm xứ, tức là chỉ trước quán sau. Thứ hai nữa là chúng ta chỉ quán song tu. Chỉ quán song tu là gì? Tức là khi mà chúng ta đạt được những cái tầng thiền nào thì tâm đạo cũng phát sinh trong đó. Giống như giờ chúng ta tu tập, chúng ta vừa chứng sơ thiền là chúng ta thấy được năm chi phần của sơ thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, là vô thường, khổ, vô ngã, và trong lúc đó chúng ta cũng đạt đạo. Thiền vừa sanh và đạo quả cũng sanh, thì trong lúc đó gọi là chỉ quán song tu. Tức là những cái cách tu tập này dành cho những vị đại thanh văn, hay là những vị thanh văn, những vị thượng thủ, thì chúng ta phải cần hiểu như vậy. Và cách thứ ba nữa đó là, tức là chúng ta thường quán, nên chúng ta chỉ tu tập niệm xứ, chúng ta không cần chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, mà chúng ta chỉ lấy sát ra định, cận định của tứ niệm xứ để chúng ta nhận thức được vô thường của vô ngã, để chúng ta chấm dứt cái sự tái sanh. Thì cách thứ ba này gọi là thường quán. Thì chúng ta phải cần hiểu như vậy. Nên trong kinh Đức Phật có dạy rằng có những vị A La Hán gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát, và có những vị A La Hán chỉ gọi là tuệ giải thoát. Tâm giải thoát, tuệ giải thoát tức là chỉ cho những vị vừa chứng được bát thiền và các vị cũng chứng được tứ đạo tứ quả. Còn khi đề cập đến tuệ giải thoát không, tức là chỉ cho những vị chỉ chứng A La Hán mà không có đắc thiền chỉ, thì chúng ta phải cần hiểu như vậy. Thế nên những cái định nào làm nền tảng cho tu tập tứ niệm xứ để chúng ta nhận thức được vô thường khổ vô ngã, để chúng ta đạt được bốn đạo bốn quả niết bàn, thì những cái định đó được gọi là chánh định. Thì đây chúng ta hiểu rằng chánh định thì thế, tức là những cái định như là sát na định, hay là cận định, hay là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, để làm nền tảng để chúng ta tu tập tứ niệm xứ để nhận thức được vô thường khổ vô ngã. Thì những cái định này thuộc về định thiệt thế. Còn cái định siêu thế, tức là chánh định hòa quyện chung với tâm đạo siêu thế, tâm quả siêu thế, để bắt cảnh niết bàn, để diệt trừ tà định, tức là an trú trong cảnh niết bàn, chứ không phải là an trú trong cái thân và tâm của chúng ta, không phải là an trú trong ngũ uẩn này. Thì chúng ta hiểu định cũng có hai loại, tức là hiện thế và siêu thế. Thì như vậy sẽ trình bày đó. Bát chánh đạo đầy đủ chi phần, và bây giờ sư sẽ chia sẻ cho người cư sĩ, vậy chúng ta tu tập như thế nào là chúng ta đang đi theo con đường bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo chúng ta phải cần hiểu qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu á là chúng ta tu tập, tức là chúng ta tu tập bát chánh đạo thì thế. Và giai đoạn thứ hai là bát chánh đạo siêu thế, tức là cái thành quả, chứ không phải là cái bát chánh đạo siêu thế là chúng ta khởi đầu tu tập, hay là chúng ta đang tu tập. Thuộc về bát chánh đạo siêu thế thuộc về tâm tu chứng. Vậy bây giờ chúng ta muốn đi theo con đường bát chánh đạo thì Đức Phật dạy chúng ta phải tu tập như thế nào, tức là chúng ta phải lấy chánh niệm. Thì chánh niệm tức là chúng ta phải tu tập tứ niệm xứ. Thì Đức Phật có dạy trong bài kinh Trung Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, diệt tâm tinh cần tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ, diệt tâm tinh cần tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán tâm trên tâm, diệt tâm tinh cần tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Ở đây vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp, diệt tâm tinh cần tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ô ở đời. Đó là bốn niệm xứ. Thì tứ niệm xứ
cũng là con đường trung đạo. Tứ niệm xứ tức là bát chánh đạo hiện thế, bát chánh đạo hiện thế tức là tứ niệm xứ. Còn bát chánh đạo siêu thế tức là cái thành quả của tu tập tứ niệm xứ. Nên chúng ta phải cần hiểu như vậy. Thì đây sư chỉ trình bày cái thời gian nó cũng ngắn ngủi nên không sư không thể nào giải thích phân tích nhiều giữa cái tứ niệm xứ và bát chánh đạo. Nên đây sư sẽ đề cập trên phương diện pháp hành, tức là chúng ta tu tập tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang đi theo con đường trung đạo và chúng ta sẽ chấm dứt cái sự tái sanh. Nếu mà người cư sĩ nào ở đây chúng ta tu tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang đi theo con đường trung đạo. Vậy tứ niệm xứ tức là Đức Phật dạy chúng ta niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân á, thì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta gồm có 14 đối tượng để chúng ta quan sát. Thứ nhất là chúng ta quan sát về hơi thở vào, hơi thở ra. Đó là một cái đề mục để chúng ta quan sát. Thứ hai là chúng ta quan sát về đại quan nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Đó là cái đề mục thứ hai để chúng ta quan sát. Chúng ta tu về thân quán niệm xứ. Cái đề mục thứ ba là tiểu quan nghi, tức là chúng ta dở, bước, đạp hay là ngứa, chúng ta gãi, hay là chúng ta nhìn, chúng ta xoay người, chúng ta vệ sinh, chúng ta bận áo, hay là chúng ta ăn, chúng ta nhai, chúng ta nếm, thì những cái hành động cử chỉ đó thuộc về thân quán niệm xứ. Đó là đối tượng thứ ba gọi là tiểu quan nghi. Cái đối tượng thứ tư nữa là gì? Tức là chúng ta quán về băm hay thể trượt. Chúng ta quán từ cái đỉnh đầu đến cái bàn giò chúng ta có băm hai pháp bất tịnh, đó là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tỷ, thận, tim, gan, phèo, phổi, đờm, mũ, máu, vân vân. Thì trong băm hai thể trượt đó cũng là cách để chúng ta tu tập thân quán niệm xứ. Đó là đề mục thứ tư. Đề mục thứ năm nữa là chúng ta quán về tứ đại, đất, nước, lửa, gió trong cơ thể chúng ta. Trong cơ thể chúng ta, những gì mà chúng ta đụng vào chúng ta thấy cứng bền, nó thuộc về chất đất. Chúng ta đụng vào cơ thể chúng ta thấy cái gì nóng lạnh, nó thuộc về chất lửa. Và trong cơ thể chúng ta thấy cái sự chuyển động, chúng ta như là hơi thở, chúng ta thở ra, thở vô, hay là phồng xẹp, chúng ta chuyển động được, chúng ta đi đến đi lui được, tức là nhờ cái chất gió nó tống, thì những cái chuyển động đó thuộc về chất gió. Và thân thể chúng ta được kết dính, nó không có tan rã, là nhờ chất nước. Thì Đức Phật dạy chúng ta quán đất, nước, lửa, gió. Thì chúng ta tu tập, chúng ta quán về tứ đại cũng là cái cách chúng ta tu tập về thân quán niệm xứ. Thân quán niệm xứ tức là chúng ta tu tập chính cái đề mục tử thi, là gom lại gồm có 14 cái đề mục của thân quán niệm xứ. Thì sư chỉ nói về chi pháp tại thời gian đó ngắn ngủi, sư không có trình bày rộng. Bây giờ sư sẽ nói trên phương diện pháp hồng, pháp hành, tức là chúng ta tu tập tứ niệm xứ, thân quán niệm xứ, tức là chúng ta đang đi theo con đường gọi là bát chánh đạo. Đang tu tập tứ niệm xứ là đang tu tập bát chánh đạo hiện thế, bát chánh đạo hiện thế cũng là tứ niệm xứ. Chẳng hạn giờ người cư sĩ chúng ta trong hội chúng này đó, thì cũng có một số người chúng ta tu thân quán niệm xứ. Bây giờ sư sẽ lấy một cái đối tượng dễ nhất để sư ví dụ về trên phương diện pháp hành. Giống như giờ người cư sĩ chúng ta tu tập phòng xẹp, chúng ta quan sát cái sự cứng mềm của cái phòng xẹp, hay là cái sự chuyển động. Cái sự chuyển động thuộc về chất gió, và sự cứng mềm thuộc về chất đất. Thì nếu mà chúng ta làm giả thân quán niệm xứ, thì chúng ta sẽ ghi nhận về sự cứng mềm của phòng xẹp. Thì cái sự cứng mềm đó thuộc về chất đất. Thì nhờ có sự cứng mềm nên chúng ta quan sát, chúng ta biết rõ cái sự cứng mềm một cách rõ ràng trong cái khoảng khắc hiện tại đó, và tâm chúng ta không có tham, không có sân, thì trong lúc đó chúng ta đang có chánh niệm. Và có sự cứng mềm đó, tâm chúng ta an trú vào cái sự cứng mềm đó trong cái khoảng khắc hiện tại đó, thì trong lúc đó chúng ta có chánh định, gọi là sắc ra định đó. Và có sự cứng mềm đó và tâm chúng ta chỉ hướng về cái sự cứng mềm đó thôi, chúng ta không hướng về cái đối tượng khác, tức là chúng ta có chánh tư duy. Chánh tư duy tức là hướng tâm để cho thiện tâm sanh, thì trong lúc hướng nó thuộc về chánh tư duy.
đều có sự cứng bền đó, và chúng ta nỗ lực trên cái sự cứng bền đó, tức là chúng ta tinh tấn để cho chánh niệm chúng ta sắc bén, để cho chánh định chúng ta được vững chúc, và cái sự hướng tâm chúng ta đến đối tượng đó. Thì cái sự tinh tấn đó, tức là làm cho thiện pháp phát sanh, gọi là chánh tinh tấn. Và có sự cứng bền đó, chúng ta thấy được cái sự cứng bền đó luôn luôn thay đổi sanh gì. Và cái sự cứng bền đó có sanh gì thì có sự bức bách, có sự khổ đau, đó là khổ. Và cái gì vô thường khổ thì chúng ta thấy rằng cái sự cứng bền đó do duyên mà có, nó là rõ không, đó là vô ngã. Thì như vậy là chúng ta có gì, có chánh kiến. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta có năm chi phần của bát chánh đạo hiệp thế, tức là chúng ta có chánh kiến, chúng ta có chánh tư duy, chúng ta có chánh tinh tấn, chúng ta có chánh niệm, chúng ta có chánh định. Là người cư sĩ chúng ta đi vào trường thiền, hay là chúng ta đến một cái nơi nào đó tổ chức hành thiền đó, thì chúng ta phải sao? Phải giữ giới, phải giữ tám giới hoặc là khoảng năm giới. Thì khi mà chúng ta giữ năm giới, tức là chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, tức là chúng ta có gì? Chúng ta có chánh nghiệp. Chúng ta không nói dối, tức là chúng ta có chánh ngữ. Và chúng ta đến trường thiền, hoặc là chúng ta đến một cái ngôi chùa nào đó họ tổ chức, thì trong lúc mà chúng ta đến đó, chúng ta sử dụng, chúng ta ăn những cái thực phẩm đó. Thì những cái thực phẩm đó không phải là chúng ta làm ra bằng cái nghề nghiệp bất thiện, không phải chúng ta lừa đảo, mà những người khác tự nguyện để làm phước cho chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng trước khi chúng ta tu tứ niệm xứ là chúng ta phải có ba cái chi phần của bát chánh đạo, đó là chúng ta có chánh, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì như vậy chúng ta gom lại, chúng ta có đầy đủ bát di đạo của hiện thế. Thì bát chánh đạo hiện thế nó không có sanh một lượt, tức là chánh ngữ có thì chánh nghiệp không có, và chánh nghiệp không có, chánh nghiệp có thì chánh mạng không có. Tức là trong ba cái sở hữu này nó chỉ sanh trong cái tâm hiện thế riêng lẻ, còn nếu mà nó sanh trong tâm siêu thế, tức là nó mới hòa quyện đầy đủ bát di đạo, tức là đầy đủ bát di phần của bát chánh đạo, để nó sanh lên để duy trì những chiếc sự phiền não. Nên trong lúc mà chúng ta tu tập thăng quán niệm xứ, tức là chúng ta đang đi theo con đường bát chánh đạo hiện thế, là chúng ta đang đi giai đoạn đầu của bát chánh đạo, thì chúng ta tu tập chúng ta phải hiểu được mình đang tu tập như thế nào, và chúng ta cần thiếu sót những cái nào, chúng ta phải cần bổ sung cho đầy đủ bát chánh đạo. Còn nếu mà chúng ta không có hiểu, là chúng ta còn thiếu sót trong bát chánh đạo, chúng ta tu suốt đời chúng ta không có đạt được đạo quả, chúng ta phải cần nhớ. Để chúng ta nghĩ rằng sao mà tu tập không có sự tiến triển được, không có tiến bộ, thì chúng ta biết rằng chúng ta đã thiếu chi phần của bát chánh đạo, và chúng ta đã đi ngoài con đường bát chánh đạo. Bây giờ chúng ta tu tập, có thể là chúng ta không tu tập niệm thân quán niệm xứ, mà chúng ta tu tập thọ quán niệm xứ. Thì thọ quán niệm xứ trong kinh Đức Phật dạy gồm có chín loại thọ. Thọ khổ, khổ liên hệ đến vật chất, và khổ không liên hệ đến vật chất. Thọ lạc, và thọ lạc liên hệ đến vật chất, và thọ lạc không liên hệ đến vật chất. Thọ xả, thọ xả liên hệ đến vật chất, và thọ xả không liên hệ đến vật chất. Tức là có 6 loại thọ, nhưng mà cảm giác thì chúng ta chỉ nói một. Thì bây giờ sư sẽ cho một thí dụ, giống như người cư sĩ chúng ta lấy một cái loại thọ, tức là thọ hỷ đi, tức là cái niềm vui của nội tâm. Thì trong lúc mà chúng ta có thọ hỷ, tức là cái niềm vui của nội tâm, chúng ta là cái người hành giả tu tập thọ quán niệm xứ, chúng ta quan sát cái niềm vui đó, và chúng ta quan sát trong cái khoảng khắc hiện tại đó mà tham không có sân khởi, sân không có sân khởi, chúng ta biết bằng cách khách quan một cách rõ ràng, không có lẫn lộn. Như vậy là chúng ta đang có chánh niệm, và nhờ có cái niềm vui đó, tâm chúng ta an trú trong khoảng khắc hiện tại, trong một sắc na định đó, tức là chúng ta có chánh định. Và có niềm vui đó, chúng ta chỉ hướng vào cái niềm vui đó thôi, chúng ta không hướng về những cái đối tượng khác. Như vậy chúng ta có chánh tư duy. Và có niềm vui đó, chúng ta chỉ nỗ lực tinh tấn để cho chánh niệm chúng ta được sắc bén, cho định chúng ta được vững chãi, và cho cái sự hướng tâm chúng ta nó vững. Thì như vậy gọi là chánh tinh tấn, tức là nỗ lực để cho thiện tâm phát sinh. Và có cái niềm vui đó, chúng ta quan sát, chúng ta thấy là cái niềm vui đó cũng do duyên mà có, đủ duyên nó sanh và hết duyên nó diệt, nó cũng là vô thường. Cái gì vô thường đó là khổ, cái gì khổ đó là rỗng không.
nó không có tồn tại lâu dài, nó không có bắt biến bắt đầu. Thì trong lúc mà chúng ta thấy được cái thọ nó là vô thường, nó vô ngã, để đó chúng ta có chánh kiến. Thì như vậy chúng ta tu thọ quán niệm xứ thì chúng ta thấy là cũng có đầy đủ năm chi phần của bát chánh đạo. Thì thế đó là chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và trước khi chúng ta tu tập thọ quán niệm xứ thì chúng ta cũng phải có giới, giống như nãy sư trình bày trên thân quán niệm xứ vậy. Tức là chúng ta cũng phải có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì chúng ta gom lại gồm có đầy đủ bát chi phần của bát chánh đạo. Thì thế bây giờ chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ thì cái một dạy tâm thì có 16 thứ tâm để chúng ta quan sát. Đó là tâm tham, tâm vô tham, tâm sân, tâm vô sân, tâm si, tâm vô si, tâm hôn trầm, tâm tán loạn, tâm hữu hạn, tâm vô thường, tâm có định, tâm không có định, tâm đại hành, tâm không đại hành, và tâm giải thoát và tâm không giải thoát. Thì như vậy có 16 loại tâm để chúng ta tu tập về tâm quán niệm xứ. Thì bây giờ sư sẽ thí dụ một loại tâm để sư thí dụ cho người cư sĩ chúng ta hành tâm quán niệm xứ. Chúng ta đang tu tập tâm quán niệm xứ, tức là chúng ta đang đi trên con đường bát chánh đạo. Thì thế giống như giờ có một cái tâm vô sân sân khởi, chúng ta nghe người khác chửi chúng ta và chúng ta khởi lên cái tâm từ, chúng ta không có giận, không có bực mình, và chúng ta còn thương họ nữa, thì chúng sanh lại si mê quá. Thì cái tâm mà chúng ta khởi lên tâm từ đó, đó là cái trạng thái tâm vô tham, và xin lỗi, tâm vô sân. Thì khi có cái tâm vô sân như vậy đó, chúng ta mới quan sát, chúng ta biết rõ cái tâm vô sân đó, và chúng ta không có dính mắc, chúng ta không có bất mãn, thì trong lúc đó là chúng ta đang có chánh niệm. Rồi có cái tâm vô sân đó nên chúng ta an trú trong cái khoảng cách hiện tại, tức là chúng ta có sắc na định, như vậy gọi là chánh định. Và có tâm vô sân đó, chúng ta chỉ hướng tâm đến cái tâm vô sân đó thôi, chúng ta không có hướng về những cái đề mục khác, như vậy là chúng ta có chánh tư duy. Và chúng ta chỉ nỗ lực tinh tấn để cho chánh niệm chúng ta càng sắc bén, để cho định chúng ta càng vững chú, và để sự hướng tâm nó càng kiên cố, thì cái sự nỗ lực tinh tấn đó gọi là chánh tinh tấn. Và khi chúng ta quan sát, chúng ta thấy rõ rằng cái tâm vô sân đó cũng liên tục thay đổi, sanh diệt là vô thường, do duyên mà có, không có con người, không có bản ngã, không có đàn ông, không có đàn bà, như vậy chúng ta có chánh kiến. Thì như vậy tức là chúng ta tu tâm quán niệm xứ thì chúng ta có đầy đủ năm chi phần của bát chánh đạo, tức là chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy, chúng ta có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và trước khi chúng ta tu tập tâm quán niệm xứ thì chúng ta cũng phải giữ giới, chúng ta cũng phải có ba chi phần của bát chánh đạo, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, giống như là thân quán niệm xứ và thọ quán niệm xứ. Thì như vậy chúng ta tu tập tứ niệm xứ, tâm quán niệm xứ, tức là chúng ta đang đi theo con đường bát chánh đạo, gọi là giai đoạn đầu của bát chánh đạo, gọi là bát chánh đạo hiện thế. Rồi bây giờ chúng ta tu tập về pháp quán niệm xứ. Thì pháp quán niệm xứ gồm có năm cách để chúng ta quan sát. Một là chúng ta quan sát về năm triền cái, hai là chúng ta quan sát về năm thủ uẩn, thứ ba là chúng ta quan sát về sáu loại xứ, sáu loại xứ, hay là thứ tư là chúng ta quan sát về thất giác chi, thứ năm là chúng ta quan sát về tứ diệu đế. Thì niệm pháp có sáu cách để chúng ta tu tập. Thì bây giờ sư sẽ lấy một cái đề mục để sư thí dụ cho mọi chúng mình dễ hiểu. Ngày bây giờ chúng ta tu tập về pháp quán niệm xứ, chúng ta quan sát về năm thủ uẩn. Trong lúc mà các vị nhìn lên sơ chúng tôi trên đây thì chúng ta nhớ rằng khi mà chúng ta nhìn một cái cảnh sắc thì tâm chúng ta phải đưa vào cái sắc thần kinh. Thì trong lúc mà cái đối tượng cảnh sắc đó thuộc về sắc pháp, hay là cái sắc thần kinh để cho nhãn thức nó nương á, cũng thuộc về sắc pháp. Và khi mà chúng ta nhìn đó, bất cứ đối tượng nào thì chúng ta phải nhớ rằng nó có cái cảm giác, một là chúng ta vui, hai là chúng ta buồn, ba là chúng ta thản nhiên. Thì cái buồn, cái vui, cái thản nhiên nó thuộc về thọ uẩn. Và trong lúc chúng ta nhìn đối tượng đó thì chúng ta phải nhận thức
lượng đối tượng đó, cái sự kinh nghiệm của chúng ta, một là chúng ta nhận thức đây là xanh, đây là vàng, đây là trắng, đây là đỏ, đây là anh, đây là chị, đây là xe, đây là cây cối, đây là nhà cửa, thì cái sự nhận thức đó thuộc về tưởng ngụ, tức là nhớ lại những cái dấu hiệu cũ thuộc về tưởng ngụ. Và trong lúc mà chúng ta nhìn cảnh sắc thì chúng ta phải có sự cố ý để tác ý thì chúng ta mới nhìn, chứ giờ chúng ta có con mắt mà chúng ta không có sự cố ý tác ý chúng ta nhìn thì chúng ta nhìn không được, chúng ta không thể thấy được cảnh sắc. Thì cái sự tác ý đó, sự cố ý đó thuộc về hành động. Và trong lúc mà chúng ta nhìn cảnh sắc và chúng ta nhìn một cách đơn thuần, đối tượng như là đối tượng, chúng ta không có sự phân biệt, thì trong lúc đó được gọi là thức uẩn. Thì khi mà cái người niệm pháp họ sẽ thấy một cái, trong lúc họ nhìn hay là họ nghe, họ ngửi, họ nếm, họ đụng hay là suy nghĩ đó, thì họ thấy liên tục năm uẩn, cái sự hoạt động năm uẩn này diệt rồi nhường lại năm uẩn khác sanh, năm uẩn kế tiếp sanh rồi diệt rồi năm uẩn khác tiếp tục sanh, tức là từ sáng đến chiều chỉ có năm uẩn sanh diệt thôi, chứ không có con người, không có bản ngã, không có anh, không có chị. Thì khi mà cái người niệm pháp thì họ thấy một cái tiến trình của năm uẩn, họ quan sát và thấy rõ. Thì trong lúc một cái người họ quan sát năm uẩn mà họ không có tham, không có sân trong cái khoảng khắc hiện tại đó, gọi là chánh niệm. Cái người mà họ thấy rõ được năm uẩn để họ an trú trong phút giây hiện tại đó, gọi là chánh định, trong cái khoảng khắc đó gọi là sát na định. Và cái người này họ chỉ hướng tâm vào trong cái tiến trình của năm uẩn, thì như vậy gọi là chánh tư duy. Và cái người này nỗ lực quan sát để ghi nhận năm uẩn một cách nó sâu sắc hơn, để an trú cho tâm trên năm uẩn nó vững hơn và để hướng đến năm uẩn, thì cái sự tinh tấn đó để giúp cho thiện tâm phát sanh, gọi là chánh tinh tấn. Và cái người này họ thấy rằng năm uẩn sanh diệt liên tục là vô thường, là do duyên mà có, là vô ngã, như vậy gọi là chánh kiến. Thì cái người niệm pháp tức là họ có đầy đủ của năm chi phần của bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và cái người niệm pháp thì họ phải, trước khi tu tập niệm pháp thì họ cũng phải có, họ phải giữ giới, họ phải có đầy đủ ba cái chi phần của giới phần, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì như vậy tức là chúng ta tu tập pháp quán niệm xứ, tức là chúng ta cũng đang đi theo con đường trung đạo, bát chánh đạo. Nhưng mà bát chánh đạo này được gọi là bát chánh đạo triệt thế. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ, thân thọ tâm pháp, là chúng ta đang đi theo con đường bát chánh đạo triệt thế. Mà chúng ta tu tập theo bát chánh đạo triệt thế, nó thuộc về nhân. Và khi đó bát chánh đạo siêu thế sanh lên thuộc về quả. Tức là tứ niệm xứ, bát chánh đạo triệt thế là trong lúc khởi đầu tu tập và đang tu tập, và bát chánh đạo siêu thế là thành quả của cái sự tu tập, tức là giai đoạn cuối. Thì chúng ta phải cần hiểu rằng người cư sĩ chúng ta tu tập tứ niệm xứ, tức là chúng ta đang đi theo con đường bát chánh đạo, thì suy nghĩ rằng thời gian nó cũng có hạn. Nên buổi sáng sư chia sẻ về cái đề tài bát chánh đạo, hay còn được gọi là con đường trung đạo hay là chánh đạo. Thì suy nghĩ rằng đối với người cư sĩ chúng ta tu tập thiền tứ niệm xứ, thì chúng ta phải cần hiểu cái này cho thật kỹ. Và chúng ta là đệ tử Đức Phật, mà chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta phải đi theo con đường này. Và nếu mà chúng ta không có đi theo con đường chánh đạo, bắt chánh đạo, thì chúng ta không thể nào thoát được sanh già bệnh chết, sầu bi khổ não. Thì bài pháp hôm nay đến đây cũng vừa phải lẽ. Có còn phước nào phát sanh, xin chia điều đến cho tất cả chư thiên vui trời đế thích, tới đại thiên vương và tất cả chư thiên đừng ở ngôi chùa vinh tuệ này. Xin các ngài quan hỷ thọ tặng phần phước báo này. Và cũng phần phước này xin dâng đến chư đại đức tăng và chia điều đến các sư sa di, các cô tu nữ và toàn thể nam nữ phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đầu thành khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng nhau cả thải. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Sa tu sa tu lành thai, con đem hết lòng thành kính cúi đầu lại.